Chào quý vị các bạn, hôm nay Di động Cao cấp.vn sẽ giới thiệu bạn video sửa chữa điện thoại Philips V387 bị lỗi nguồn. Rất nhiều khách hàng gửi mail thư đến Di động Cao cấp.vn hỏi về dịch vụ thay mới sửa chữa điện thoại Philips V387 bị lỗi chết nguồn. Hôm nay Di động Cao cấp.vn sẽ làm một video nhỏ. Đây là bảng main của điện thoại Philips V387. Khi các hàng gặp các sự cố liên quan đến điện thoại V387 bị lỗi main, hỏng main gây chết nguồn, chết IC nguồn, quý hàng vui lòng qua cái địa chỉ của Di động Cao cấp.vn trên toàn quốc để hướng dẫn sửa chữa thay mới nguồn của điện thoại Philips V387 chính hãng. Mọi thông tin về dịch vụ, quý hàng vui lòng liên hệ đường dây nóng 0466750099 hoặc liên hệ để được tư vấn và hướng dẫn khắc phục các sự cố liên quan điện thoại Philips V387 nói riêng và tất cả dòng điện thoại Philips nói chung tại Di động Cao cấp.vn. Địa chỉ cung cấp dịch vụ sửa chữa điện thoại Philips hàng đầu hiện nay.